Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngắn ngày hôm nay, em xin gửi tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là dơ le điện 4 chân bãi Lisan. Với dòng sản phẩm này thì anh em có thể dùng để đấu còi, đèn, rất là vân vân, rất là nhiều. Có thể dùng cho xe máy, ô tô. Với các sản phẩm thuộc dòng bãi, nhất là đồ điện này, thì về dơ le anh em có thể an tâm. Đây là tổng quan của chiếc dơ le. Đây, nó có đường chỉ dẫn hết. Anh em chịu khó một chút tìm hiểu về điện thì sẽ biết cách đấu rất là đơn giản. Khi đồ điện, nhất là đèn, còi hoặc hệ thống điều hòa được đấu với dơ le 4 chân, 5 chân, 6 chân trực thuộc của dòng Lisan, dòng dơ le bãi, thì đảm bảo độ bền và tính chạy ổn định hơn. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm thì liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333, hỗ trợ lắp ráp và sửa chữa tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào và tạm biệt.